Vâng, tiếp tục lại báo giá cho anh em về những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng bà con ạ. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh không đánh dòng xe gì ở đây quả, không quay riêng dòng xe gì, mà Tuấn Anh sẽ quay chung chung thôi. Quay chung chung về những cái dòng xe bên em thôi. Tất cả báo giá cho anh em về những cái dòng xe bên em. Đấy, một chiếc Fortuner mà Tuấn Anh đang đi đây, con này thì 215 số tự động nhá. Hai một cầu thôi, máy 2.7. Con này thì để cho anh em 475 triệu, bao ra tên chính chủ. Và rất nhiều bác bảo em, ui dồi, 215 số tự động máy xăng mà bán cao thế. Thực sự là ở cái tầm tiền đẳng cấp như thế này thì anh em cũng không phải chê đâu ạ. Anh em cứ tham khảo thoải mái trên mạng thôi, chứ không phải bàn cãi gì nhiều cả. Quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào quan tâm về những dòng xe bên em có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline 081 666 2386 và 0971 255 863. Tuấn Anh sẽ đi báo giá qua nhanh và chi tiết ngắn gọn cho anh em về những dòng xe bên em. Mọi người xem video của em đừng quên bấm cho một lần like, một lần đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả các dòng xe mới về cũng như là những dòng xe đã tồn từ lâu có chương trình giảm giá sập sàn các con nhá. Đây một chiếc Moling mới về, con này 214 này. 214 số sàn 1.25, tên tư nhân biển 98 của tỉnh Bắc Giang. Con này thì đã được lên full đồ từ la răng cho đến màn hình và trang bị một cái màu xanh carbon size khá là đẹp cho anh em. Con này có cả đầy đủ màn hình rồi. Có đầy đủ màn hình rồi, như con xe này mới về thì Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 148 triệu đồng. 148 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc Moling mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình. Thì em thấy là nó cũng tương đối là ổn định chất lượng cho anh em. Đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2024 còn nhá. Ở đây em có một bộ đôi siêu đẹp. Một bộ đôi siêu đẹp hiện nay, đó là một chiếc xe, một hãng xe hay là một thương hiệu xe đến từ Hàn Quốc, một đôi xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Con này thì nó là 2010 này, Daewoo City CDX nhá. Con này thì cam kết cho anh em đẹp zin cả xe không nỗi, nội thất hai màu số tự động bản full cửa sổ chơi. Và con này hiện tại bên em đang chào bán 192 triệu. Thực ra thì giá như con xe này thì nó quá là cao. Đấy, nhưng mà xe đẹp thì anh em ạ, đắt hơn tầm 5, 7 đến 10 triệu thì thực sự các bạn là không đáng gì. Nếu như các bạn mua một con xe mà tiếc tiền, mua một con xe nó chỉ tầm loanh quanh đâu đó khoảng 170, 160 mà cái dòng này về thì sửa thì chắc chắn là sẽ phải ốm tiền thôi. Như con này thì nó còn nguyên bản hết và tất cả hệ thống máy gầm sơn si của nó còn rất là đẹp cho anh em. Giá 192 triệu, bao rút hồ sơ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng mà con nhé. Còn con bên đây thì đời nó là đời 2009 thôi. Con này thì cũng khá là đẹp cho anh em. Đăng kiểm thì đến tháng 3 2024. Một chủ tuyệt đối biển Hải Hà Nội. Con này thì màu bạc và giá của nó có 169 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ cũng là City CDX. Rất là đẹp cho anh em này. Ok, tiếp tục ở đây thì cái dàn xe 7 chỗ thì tôi sẽ báo nhanh cho anh em này. Cứ con nào rẻ thì tôi anh báo trước nhá. Con này 145 triệu Innova 2008 số sàn bản Z lưng full biển 36 nhá. Đấy, 7 chỗ ngồi giá có 145 triệu thôi, Innova đàng hoàng nhé. Con này thì số tự động 2016, con này thì để cho anh em với giá là 420 triệu thôi. Đời 2016 số tự động, máy 2.0, Innova G và con nhé. Karen 2016, con này thì máy 2.0, xe cũng bản đủ số sàn, đăng kiểm dài tháng 5 năm 2025, biển 88, xe rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên thôi. Con này hiện tại bên em đang chào bán là 255 triệu. Innova 2014 số sàn bản E, xe gia đình sử dụng tư nhân, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Và để cho anh em là 335 triệu thôi, biển Hải Phòng nhá. Đấy, bao rút hồ sơ gốc cho anh em ạ. Innova 2016 số sàn, con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với tầm giá khoảng 440 triệu thôi. Anh em đã sở hữu được chiếc Innova E 2016 form mới, xe rút hồ sơ rồi và bấm biển vào tên. Xe cam kết cho anh em không dịch vụ, không taxi, rất là đẹp cho anh em. Innova 2015, con này thì là bản E xịn số sàn, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Xe đẹp không nỗi, con này tư nhân biển Hải Phòng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Đăng kiểm thì dài, con này để cho anh em 360 triệu. Một mẫu xe gầm cao, 5 chỗ ngồi, cực kỳ ổn định, số tự động và khối động cơ 2.3. Đó là một chiếc Ford Escape, xe của những cán bộ cao cấp. Con này thì nói thật với các bạn là chạy dòng này nó rất là sướng. Và ở cái tầm 2.3 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng đâu đó khoảng 8-9 lít gì đó. Đăng kiểm tháng 11 năm 2024, 5 chỗ ngồi gầm cao biển 98 với giá là 270 triệu đồng thôi, đời 2011 bản XLS và con nhé, Ford Escape ạ. Innova 2009 số sàn bản G, xe tên tư nhân biển Hải Phòng và như con này hiện tại bên em đang bán quanh đâu đó khoảng 2 đồng mốt thôi bà con nhé. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi mà chỉ có 100 triệu thôi. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi mà chỉ có 100 triệu thôi thì anh em có thể sở hữu trong dòng xe này. Đó là một chiếc Chevrolet Vivante sản xuất năm 2008 bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ biển Vĩnh Phúc và giá để cho anh em khoảng đâu đó 100 triệu đồng tròn thôi. Đấy. Innova G 2010, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Xe đã rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên thôi.
À, con này hiện tại bên em đang để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 2 đồng 3 thôi, bao rút hồ sơ gốc nhá. Innova E 2015 số sàn, máy của nó là 2.0 bản E xịn, tên tư nhân biển Hà Lan, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024, màu vàng cát với một cái mức xe đời cao và form dáng đẹp như này. Thì hiện tại là tôi anh đang chỉ để cho anh em với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 330 triệu thôi. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Ford máy dầu, con này thì nó là một chiếc Ford Everest máy dầu, sản xuất năm 2008, máy dầu số tự động biển Hà Nội. Với tầm giá như bây giờ thì em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng thôi. Một chiếc Ford Everest 7 chỗ ngồi cao to dầu hôi và con nhé. Đấy, một cầu thôi, số tự động. Vâng, ở cái tầm giá mà nó loanh quanh đâu đó khoảng hơn 70 một tí thì anh em có một chiếc Kia Spectra. Đây là một mẫu xe gọi là tập lái tránh mưa, tránh nắng thì khá là ổn định. Với dòng 79 triệu đồng này thôi nhưng mà xe của nó rất là đẹp luôn cho anh em ạ. 79 triệu Spectra 204 1.6 xe thì không chê được điểm gì luôn mà con nhé. Kia Rio tiếp tục là một chiếc Kia Rio sản xuất năm 2015 bản hatchback, con này thì nó là 1.4 số tự động và nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, màu đỏ, tư nhân biển Hải Phòng. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng 330 triệu nhá. Toyota Vios bản E số sàn, một mẫu xe lồi đồng có đá, một chiếc xe quốc dân. Vâng, 2014 bản E máy 1.5 tên tư nhân biển Hải Phòng. Con này thì trước đây nó cũng đã qua dịch vụ rồi và giá của nó hiện tại bên em đang bán là 260 triệu này. Đây, nếu như anh em thích một chiếc xe ở phân khúc hạng C rộng rãi này, đẹp, chất lượng thì anh em có thể sử dụng mẫu xe này. Với tầm tiền kinh tế của nó thì không cao, tầm tiền kinh tế của nó chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Nhưng anh em đã sở hữu được một chiếc xe quá ok và sắc nét như thế này. Hyundai Avante sản xuất năm 2014 máy 1.6 phân khúc hạng C giá 226 triệu đồng. Bao rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên chính chủ cho anh em nhé. Con này thì lên full hết đồ chơi rồi, đèn đóm na răng đúc đầy đủ hết theo xe, màn hình cam lùi Android đầy đủ hết nhé. Vios E 2017, một cái mẫu xe cũng khá là ổn định. Con này thì được trang bị hệ thống đuê máy mới nhé. Máy mới. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 330 triệu đồng thôi. 330 triệu đồng bớt cho anh em thêm một chút nữa để anh em mua. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đã rút hồ sơ về bấm biển vào tên, đăng kiểm tháng 1 năm 2024. Đấy. Nếu anh em thích số tự động thì anh em cũng có một chiếc xe tầm tiền hơn 200 triệu một chút ạ. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Cruze, với cái form dáng, tôn vỏ, chất lượng đầm chắc thì trước Cruze này đó đang bán với giá chỉ có loanh quanh hơn 200 triệu, khoảng 270 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc Cruze 2015 form cũ, tức là đầu 2015, số tự động 1.8 bà con nhé. Rất là ổn định cho anh em, form dáng đẹp lắm ạ. Bà con có bác chị em nào quan tâm về tất cả mẫu xe nào, hãy có thể kết bạn Zalo với em để em gửi cho các bạn video clip đăng ký đăng kiểm của từng chiếc xe một nhé bà con nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Chevrolet Aveo, cũng là Chevrolet nhưng nó là Aveo, một trong những phân khúc xe ở hạng B thôi. Nhưng đặc biệt con này thì nó là số tự động 1.5 đời 2014 và giá của nó thì chỉ có 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng thì em nghĩ đây là chiếc xe có thể dùng được với cái tầm giá mà như vậy. Đấy bà con nhé, tầm giá như vậy bà con nhé. Ở bên đây thì em đang có cho anh em một chiếc VinFast Farin với tầm giá mà loanh quanh đâu đó khoảng 300 triệu thì anh em có thể sở hữu được chiếc VinFast Farin sản xuất năm 2020 và bản này là bản Plus máy 1.4 hàng sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Con này thì nói thật với bạn là thương hiệu của Nhật Bản, thương hiệu của Việt Nam rồi nên là không phải bàn cãi gì cả. Farin 2020 bản Plus nhá. Đấy. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động máy 1.5. Con này thì đang đeo biển Hải Phòng và tên tư nhân chính chủ luôn. Xe đã rút hồ sơ và về chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 và giá của nó hiện tại bên em đang chào bán với một cái mức giá cực kỳ ổn định cho anh em. Đó là 319 triệu đồng một chiếc Vios G 2014 bản G đủ nhé. Số tự động 1.5 ạ. Vâng, form dáng đẹp bà con ơi, form dáng đẹp nhé. Form dáng đẹp như con xe này thì cũng được. Đây, con này thì 2015. Con này thì 2015 nhưng cái form của nó sẽ đẹp hơn con 2015 vừa rồi. Con này thì form của nó lên hoàn toàn với form 2016 rồi và trang bị khối động cơ là 1.8 ở Chevrolet Cruze, đăng kiểm tháng 4 năm 2024 và giá của nó là đang bán 290 triệu đồng thôi. 290 triệu đồng màu vàng cát bà con nhá. Kia K3 cũng là một cái mẫu xe ở phân khúc hạng C khá là chất lượng, đẳng cấp và ổn định. Với con K3 này thì nó trang bị khối động cơ 2.0 với cái tầm tiền là khoảng 360 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc K3 2014 số tự động máy 2.0, xe đẹp không lỗi bà con nhé, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh luôn, màu đen. Dưới dòng K3 này thì nó trang bị rất nhiều đồ chơi như cửa sổ trời,
như đè lổ, như là nhớ ghế, sấy ghế hay là ghế điện, đấy, điều hòa tự động đầy đủ hết nhé. Vâng, cái dàn Morling này thì hôm qua Tuấn Anh cũng đã lên sóng và xếp ở đây rồi. Để ngày hôm nay Tuấn Anh xin phép không giới thiệu đến dòng Morling và i10 nữa, và Tuấn Anh sẽ tiếp tục đi vào những cái dòng sedan nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Accent ạ. Đây là một mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu. Cái form này và đời này, đời 2017 này gần như là lời chót của cái form nhập khẩu và đời chót của form này. 2018 thì sẽ lên một cái form mới hơn và sản xuất và lắp ráp tại Hyundai thành công. Nhưng con này thì nó là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, Hyundai Accent 2017, động cơ 1.4 lít, đấy, số tự động mà con nhé. Đấu số tự động 1.4 lít mà con này. Một chủ từ mới biển Hải Phòng, màu đỏ, giá để cho anh em là 295 triệu nhưng mà hôm nay em sẽ bớt cho anh em đâu đó khoảng tầm 15 triệu đồng là bà con đã có được một chiếc xe như thế này rồi. Đấy nhưng mà con nhé. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Honda Civic mà con nhé. Với chiếc Honda Civic này nó cũng là một chiếc xe ở phân khúc hạng C và trang bị động cơ 2.0 có cửa sổ trời, đời 2008 và với giá loanh quanh đâu đó khoảng 235 240 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được một chiếc Civic 2008 số tự động và máy 2.0 rất là đẹp như thế này. Toyota Vios là chiếc xe mà tôi đang muốn giới thiệu tiếp theo. Toyota Vios sản xuất năm 2010, bản Nimo, nâng phương kỳ đồ, tên tư nhân biển Hải Phòng 15A44483. Máy 1.5 mà con nhé, con này hiện tại đang kiểm đến tháng 5 năm 2024 và giá của nó hiện tại là tôi anh đang chào bán với tầm giá chỉ có bao nhiêu ạ? 155 triệu đồng thôi là mà con đã sở hữu chiếc Toyota Vios này. Hiện tại thì nhà em vẫn đang có khách xem và vẫn đang xem rất là ổn định. Đấy, rất nhiều khách xem luôn. Và giờ chúng ta sẽ đi về khu vực đằng trước kia thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu tiếp tục cho anh em về những cái dòng xe mà quý khách hàng cũng như quý bà con, quý bác chị em nhà mình nếu như cần thì có thể là alo cho em, được chưa? Đấy. Quý khách hàng và quý bà con, quý bác chị em nào quan tâm về những dòng xe bên em thì có thể nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Đừng ngại ngần gì mà tiếc một cái điện thoại, đừng ngại ngần gì mà không tham khảo về xe cả. Nhà em thì có rất nhiều xe cho mọi người. Và đây là cái mặt đường, đây là cái mặt đường hướng đi Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh, làm đối diện với lại ngôi chùa Cao Linh. Ngôi chùa bên kia là ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng hiện nay. Mặt đường này là mặt đường quốc lộ 10. Anh em có rất thuận tiện giao thông. Cách khu vực ngã tư Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng là 1 km là nơi trung chuyển cho tất cả các tuyến. Bà con nhé. Tiếp tục quay trở về với lại cái video ngày hôm nay thì ở đây em đang có cho anh em một chiếc Ford Mondeo. Đây là một chiếc xe được trang bị động cơ V6, máy của nó là 2.5 bản đủ, con này thì màu cà phê và tầm giá của nó hiện tại là bên em đang chào bán là 115 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Ford Mondeo 2005, form mới đèn hai vạch, rất là đẹp cho anh em nhé. Với cái tầm tiền mà hơn 200 triệu thì anh em cũng có thể sở hữu một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc với cái bản đủ số sàn 1.6 cho anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì cũng khá là ổn định. Một chiếc Kia Forte sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn máy 1.6 tên tư nhân biển Hà Lam và con này hiện tại bên em đang bán là 245 triệu đồng thôi. Bên em sẽ bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé, 245 triệu đồng thôi. Vâng ạ, K3 cũng là một cái mẫu xe mà ở phân khúc hạng C để cho anh em dùng. Thực ra thì anh em mua Vios hay là mua Forte hay là mua K3 cũng được. K3 thì nó ở phân khúc đẳng cấp khác hơn và tất nhiên tiền của nó sẽ khác hơn. K3 này nó ở phân khúc hạng C và trang bị động cơ 1.6 số sàn. Anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy xe hoa, cưới hỏi thì đều rất là ổn định. Con này thì tên tư nhân biển Hải Phòng 15A47317 và giá của nó hiện tại là anh đang chào bán với giá là 319 triệu đồng nhé. 319 triệu đồng đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024. Hyundai Avante, một mẫu xe đến từ Hyundai của Việt Nam. Con này thì 213 số sàn, con này vẫn tên tư nhân nhưng mà chưa rút hồ sơ, con này thì nó là biển vàng. Đấy. Và giá của nó thì bây giờ em bằng là 225 triệu đồng thôi, bên em sẽ bao rút hồ sơ nhé. Đời 2013 số sàn mà con nhé. Vâng, một chiếc xe tiền ít mà thịt nhiều, một chiếc xe mà với thời tiết chuẩn bị mưa rét như thế này, nếu như anh em muốn có một chiếc xe để tập lái tránh mưa tránh nắng hay là cái tầm giá chỉ có loanh quanh dưới 100 triệu thì anh em cũng có thể sở hữu về chiếc xe này. Đây là một chiếc xe Ford Laser sản xuất năm 2002 bản 1.6, xe cam kết cho anh em zin ạ. Nếu như ở cái tầm tiền dưới 100 triệu đồng anh em mua chiếc xe này thì em khẳng định rất là ổn định và rất là đẹp cho anh em. Con này nó khá là đẹp luôn, từ nội thất cho đến tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp và rất ổn định luôn ạ. Máy 1.6 nó lành nhá bà con nhé. Vâng, Honda City là chiếc xe tiếp theo mà tôi anh muốn giới thiệu ạ. Con này nó là phân khúc hạng B nhưng mà nó máy 1.5 nhưng mà nó có thể nói là nó là một trong những cái dòng xe tiêu biểu và nổi trội nhất ở cái phân khúc hạng B. Con này 1.5 số tự động đời 2014, đăng kiểm tháng 11 năm 2024
Và giá của nó như con này hiện tại bên em đang bán loanh quanh đâu đó khoảng 330 triệu. Bao rút hồ sơ gốc, con này biển Hà Nội mà con nhé. À, 1.5 số tự động ạ. Đây cũng còn 4 laser nữa, con này thì hiện tại là 2.2 nhưng con này 1.8 bán 95 triệu này. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Kia K3 màu đỏ bà con này. Với tầm tiền tài chính tầm gần 400 triệu, anh em có thể sở hữu chiếc xe này. Kia K3 2015 bản AT số tự động màu đỏ, máy 2.0 bản full, tư nhân biển Hải Phòng và giá là 370 triệu đồng. 370 triệu đồng bà con ạ, 370 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe Kia K3 2015 bản full như thế này bà con nhé. Vios ạ, con này thì nó rẻ thôi. Toyota Vios biển 15A24783, một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2009, số sàn máy 1.5 bản limo lưng full kỳ đồ. Nhưng con xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán có 139 triệu đồng thôi. 139 triệu đồng là bà con của bác chị em đã sở hữu chiếc xe này nhé. Đăng kiểm tháng 10 năm 2024. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Vios đời 2011 bản 1.5e. Con này thì nó là 2011 bản 1.5e. Bản E thì nó sẽ khác với bản thường rất là nhiều và có túi khí, có ABS, có gương kính chỉnh điện đầy đủ, điều hòa, âm thanh hay. Con này thì rất là đẹp cho anh em, với giá để cho anh em 195 triệu đời 2011 bản E số sàn. Tư nhân chính chủ biển Ninh Bình nhé. Hyundai Venna, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, một chiếc xe quốc dân của Việt Nam. Và con này thì hiện tại là nhập khẩu và giá của nó thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm 125 triệu thôi. 125 triệu có một chiếc Hyundai Venna 2008 số sàn mà con nhá. Ok. Ok, tiếp tục ở đây một chiếc i10 ạ, một chiếc i10 2000 một chiếc i10 2015 số sàn máy 1.2. Con này là bản sedan hai đầu, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc và với cái tầm giá như con này em đang bán là khoảng 195 triệu đồng thôi. 195 triệu cho anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình. Tiếp tục là một chiếc Daewoo Lacity Series, con này thì đã được độ lên form Cruise. Độ lên form Cruise thì nó mỗi người thích một kiểu. Đó, nhưng mà con này thì độ lên form Cruise 2010 bản full nhá. AT 1.6 biển Hải Phòng. Con này hiện tại bên em đang để cho anh em 185 triệu thôi. Đó, rất là đẹp cho anh em ạ. Đấy. Tiếp tục thì ở cái tầm tiền mà nó loanh quanh đâu đó khoảng 200 triệu thì anh em cũng có thể sở hữu được một chiếc Vios ạ. Vios G2009 số tự động bà con ơi. Con này hiện tại bên em đang báo một cái giá cắt lỗ cho anh em là chỉ có 235 triệu thôi ạ. 235 triệu một chiếc Vios G209. Thực ra thì cái tầm tiền như này thì anh em có thể tham khảo thoải mái luôn ạ. Với cái giá như này bên em vẫn bao hồ sơ cho anh em nhé. Vẫn bao hồ sơ cho anh em ạ. Rất là đẹp cho anh em. Hơn 200 triệu nữa thì anh em cũng có một chiếc xe đến Hàn Quốc ạ. Đến từ Hàn Quốc, đó là một chiếc Hyundai Avante. Con này nó là số tự động máy 2.0 bà con này. Số tự động máy 2.0 bà con ạ. Cũng là số tự động bản full cửa sổ trời luôn nhé. Nội thất là ghế da, hệ thống điều hòa tự động đầy đủ hết theo xe. Với cái tầm tiền chỉ có 245 triệu đồng thôi. Một chiếc Hyundai Avante 2011 số tự động máy 2.0 ạ. Vâng, về khu vực đằng sau thì Tuấn Anh còn một số những cái dòng xe mà video ngày hôm qua Tuấn Anh cũng đã nói cho anh em rồi. Và những cái dòng xe này thì hiện tại là hôm nay Tuấn Anh sẽ không lên sóng nữa. Chỉ nói qua cho anh em rằng là với cái tầm tiền mà nó chỉ có loanh quanh vài chục triệu đồng cho đến hơn trăm triệu đồng. Nhà em có Moling này, có i10, có Spark này, có Hyundai Getz này, có nhiều lắm, Rio. Tóm lại thì quá nhiều cho anh em. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình. Nếu đang có nhu cầu muốn mua bất cứ một mẫu xe nào đó tại bên em, hay có nhu cầu nào mà muốn sở hữu về ô tô hay là tham khảo về ô tô, thì anh em có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe để cho bà con của bác chị em nhà mình có thể là có được một chiếc xe đẹp và ổn định hợp lý nhất nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.